Có chuyện gì đấy em? Anh ơi, bị cướp. Em cứ bình tĩnh, đợi anh ở đây nhá. Vâng ạ. Của em này. Em cảm ơn anh ạ. Em kiểm tra xem bên trong có thiếu gì không? Không mất gì anh ạ. Hay để cảm ơn anh, em mời anh đi uống nước được không ạ? Thôi, nhưng giờ anh lại bận mất rồi. Chán nhở? Không cảm ơn anh, em áy náy lắm. Hay là em cho anh số điện thoại của em đi. Khi nào rảnh thì anh sẽ chủ động nhắn tin cho em. Ừ ha, vậy mà em quên mất. Số của em là... Anh ấy sang rồi đấy, em kiểm tra xem. Đi rồi ạ. Thế anh đi trước nhá. Vâng ạ. Chào em. Thơ, em làm cái gì vậy? Sao lại khoác tay anh ta? Đây là ai đây em? À, đây là người quen ở quê em ý mà. Anh đợi em một chút nhé. Nhanh lên nhá. Vâng ạ. Anh làm gì ở đây đấy? Sao không ở quê mà lên thành phố làm gì? Anh lên để tìm em. Lâu rồi anh không thấy em về. Sao anh biết cho tôi mà tìm? Anh hỏi mẹ của em. Đúng là rách việc. Mà anh ta là ai thế? Tại sao em lại đi với anh ta? Anh ấy là... Em sao thế? Em nói đi. Anh ấy là người yêu mới của tôi. Mình chia tay đi anh Toàn à? Thơ, tại sao lại chia tay chứ? Lúc em mới lên thành phố, em nói sẽ sớm về với anh cơ mà. Chúng ta còn cưới nhau nữa. Em sẽ đi thật à? Vâng. Em lên thành phố kiếm tiền. Ở quê khó khăn lắm anh ạ. Vậy còn anh thì sao? Em để anh lại một mình à? Anh cứ yên tâm. Em đi một thời gian thôi. Có tiền em sẽ về với anh mà. Chúng ta còn nhiều dự định nữa mà anh. Anh xin lỗi, anh không đi cùng với em được. Anh còn mẹ già và các em nhỏ nữa. Không sao đâu mà anh, chỉ cần mình cố gắng, tương lai mình sẽ hạnh phúc thôi mà. Vậy em đi đường, phải giữ sức khỏe nhá. Anh sẽ ở nhà đợi em. Dạ, em biết rồi. Thôi, em phải đi đây cho kịp xe. Anh ở nhà làm ăn tốt mà lại còn cưới em đấy nhá. Anh biết rồi, anh sẽ chăm chỉ mà. Em đi nhanh không muộn. Dạ. Đấy là ngày xưa, bây giờ tôi khác rồi. Tôi không muốn chân lấm tay bùn nữa, không muốn chăn trâu cắt cỏ nữa. Thanh xuân của tôi không thể chôn vùi vào nơi làng quê ấy nữa. Tôi muốn có một cuộc sống sung túc, không phải ngày ngày lo cơm áo gạo tiền nữa. Mong anh hiểu cho. Nhưng anh vẫn đang cố gắng để kiếm tiền mà. Em về quê với anh đi, anh sẽ không để cho em phải khổ đâu. Anh Toàn à, em xin lỗi. Bây giờ cuộc sống của em đang rất ổn. Anh Huy lo cho em tất cả. Em được ở nhà lầu, em được đi xe hơi. Em muốn cái gì là anh Huy cũng cho em. Nếu anh còn yêu em thì
thì hãy buông tha cho em đi. Hãy về quê tiếp tục với cuộc sống của mình đi. Nhưng anh còn yêu em nhiều mà. Thời gian có thể xóa tất cả, chỉ có nghèo khổ là không thôi. Anh hiểu không? Mong anh hiểu cho em. Thôi, em phải đi rồi. Anh đi đường mạnh khỏe. Em gửi anh ít tiền để bắt xe về quê. Anh không cần tiền của em đâu. Tùy anh thôi. Chào anh. Đang đi gặp đối tác. Có chuyện gì thế em? Thật không anh? Em buồn cười thế nhỉ? Anh nói dối em làm gì? Thôi, anh phải đi đây. Khách đang đợi. Thế nhá. Alo. Alo. Alo, sao giờ này anh vẫn còn chưa về? Hôm nay anh không ăn cơm ở nhà đâu. Em cứ ăn đi, không phải đợi anh đâu nhá. Alo, alo. Anh ơi, có quần áo nào giặt không? Mang ra cho em với. Anh để ở trên giường đấy. Em lấy hộ anh nhá. Tôi chết rồi. Cái này là của ai?
tại sao nằm trong đống quần áo của anh? Anh xin lỗi. Tại hôm qua anh đi uống với đối tác, anh say quá nên... Anh nghĩ tôi trẻ con à? Sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Em nghe anh giải thích đi. Chuyện rõ như ban ngày này rồi mà anh còn đòi giải thích nữa. Này, cú im này. Ừ đấy, tôi ngoại tình đấy. Thì sao? Ngày nào ấy, tôi cũng phải nhìn cái bản mặt của cô ấy. Tôi chán rồi. Anh... Từ lúc quen cô, ngoài cái việc cô chỉ biết tiêu tiền của tôi ra, thì cô đã giúp được gì cho tôi chưa? Vậy nên ấy, tôi cũng chỉ coi cô như một món hàng. Tôi nghịch chán thì tôi bỏ, tôi tìm món mới. Cô hiểu không? Tôi không ngờ anh là con người vô liêm sỉ như vậy đấy. Đến giờ này tôi cũng nói cho cô biết, cái chuyện ngày xưa ấy, cô bị giật đồ cũng là do tôi bày ra đấy. Không ngờ cô em lại dễ cắn câu như vậy. Anh đúng là đồ khốn nạn. Cô thì kém gì tôi chắc. Nếu không phải vì tiền thì ngày xưa cô có bỏ bạn trai cũ của cô để đến với tôi không? Nói cho cô biết, cái thằng Huy này, một khi nó đã muốn gì thì nó phải đạt bằng được. Cô hiểu không? Anh... Tôi cho cô một ngày để dọn hành lý ra khỏi nhà tôi. Sao? Hay là cô muốn tôi đuổi cô ra khỏi nhà ngay bây giờ?